Đây là mình vệ sinh máy nha chị. Mình máy này nè. Đặt nè. Đây là thay cầm màn hình luôn nè. Tiếng nè. Cầm màn hình đây của họ nè. Được á. Là bốn mực này qua em này, giờ mực này hết rồi, chăm cho em thêm ít mực nữa để bàn giao cho máy cho khách hả?